vị, Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với những tên tuổi có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ, gọi dòng tranh này là phố phái. Hôm nay ngày 24 tháng 6, tưởng nhớ 33 năm ngày mất của ông, mời quý vị cùng Ngày Nay Năm Xưa tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Bùi Xuân Phái sinh ra tại làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hà Tây, tỉnh Hà Đông, nay là thủ đô Hà Nội, một làng nổi tiếng với tranh khắc gỗ dân gian Kim Hoàng. Ông xuất thân trong một gia đình tiểu tư sản trung lưu, nhà ở phố Hàng Thiếc, sau chuyển về 87 Hàng Bút, nay gọi là phố Thuốc Bắc. Chính vì vậy mà ông đã thuộc lòng từng con đường, ngõ ngách của 36 phố phường Hà Nội. Năm 1941, ông học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng khóa với Nguyễn Tư Nghiêm, Tạ Thúc Bình, Huỳnh Văn Gấm và là học trò của họa sĩ Nam Sơn và Tô Ngọc Vân. Ông bắt đầu vẽ phố và tham dự triển lãm Tokyo khi còn là học sinh trường Mỹ thuật Đông Dương. Trong cả sự nghiệp hội họa của mình, họa sĩ Bùi Xuân Phái chuyên về vẽ tranh bằng chất liệu sơn dầu và vô cùng đam mê với đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ khi còn sống, tên gọi của ông đã gắn liền với phố phái, một dòng tranh của riêng ông. Có thể nói ông là người đầu tiên mà đưa cái phố cổ trở thành một cái ấn tượng mạnh cho cái người thường làm, một cái người mà lưu dấu cái phố cổ thông qua cái tác phẩm của mình, và một người có thể nói là tôn vinh phố cổ. Những mảng màu trong các tác phẩm của ông thường có viền rất đậm nét. Chính nghệ thuật sử dụng màu sắc này đã khiến cho phố trong những tác phẩm của ông không chỉ trở thành chính nó, mà còn gần gũi hơn với con người, ngay cả cảnh quan bề mặt cũng toát nên chiều sâu bên trong. Ngoài phố cổ, ông còn vẽ các mảng đề tài khác như chân dung, nông thôn, khỏa thân, tĩnh vật, rất thành công. Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô. Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân văn và lòng yêu chuộng tự do, óc hài hước, đậm nét bi ai và khốn khổ. Ông vẽ bất cứ ở đâu, ở thời điểm nào và bất cứ ở chỗ nào, ông có thể vẽ được là ông vẽ, và không câu nệ trên chất liệu. Và cái đó nó cũng chứng tỏ là cái sức lao động nghệ thuật, cái trách nhiệm nghệ sĩ của Bùi Xuân Phái. Đấy. Cho nên Phái là một nhân cách lớn, là một tài năng lớn, chính là ở chỗ đó. Bùi Xuân Phái là một trong những người định hình sự phát triển của nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Ông đồng thời cũng là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của Đông Nam Á thế kỷ 20. Bùi Xuân Phái mất ngày 24 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội. Ghi nhận công lao của ông, năm 1996, Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 cho danh họa Bùi Xuân Phái. Thành phố Hà Nội cũng đã quyết định đặt tên ông cho một đường phố thủ đô ngay trước thềm đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.